Muốn vợ tự tin diện đầu bơi, triệu phú Dubai quyết định mua một hòn đảo ở châu Á để vợ tắm biển. Một người phụ nữ có tên Saudia Nanak gây chú ý khi khoe được chồng triệu phú Dubai mua tặng một hòn đảo trị giá 50 triệu đô để thoải mái diện bikini. Cô gái sở hữu hơn 374.000 người theo dõi trên Instagram cho biết chồng mình mua hòn đảo để đầu tư và mang đến những kỳ nghỉ riêng tư cho gia đình. Cụ thể, cô có thể yên tâm mặc bikini trên hòn đảo thuộc quyền sở hữu của chồng triệu phú. Trên trang cá nhân, vợ triệu phú chia sẻ một video có nội dung "Tôi muốn mặc bikini nên người chồng triệu phú đã mua tặng một hòn đảo". Clip này nhanh chóng thu về 2,4 triệu lượt xem trong gần một tuần. Để bảo đảm sự riêng tư, Saudi không chia sẻ địa điểm chính xác của hòn đảo trên. Tuy nhiên, cô tiết lộ rằng đảo nằm ở khu vực châu Á, có mức giá 50 triệu đô. Cô nàng là người Anh, kết hôn với doanh nhân Dubai Jamal Anadak 3 năm trước. Cặp vợ chồng gặp nhau khi học tập tại Dubai, sở hữu thói quen và lối sống vương giả trên mạng xã hội. Saudi Anadak phải đối diện với làn sóng chỉ trích dữ dội từ công chúng. Nhiều ý kiến chỉ trích thói quen khoe của, sự phô trương của người có sức ảnh hưởng này.